việc xử lý sai phạm đã xong đâu. Thế mà cô ta dám bỏ dây chuyền để đi ra ngoài đấy. Ui giời, phải để cho người ta có thời gian bình tĩnh chứ. Cô cứ cho một cái lịch tăng ca làm bù, thế là xong. Này, em nghĩ anh không nên vì việc cá nhân mà bỏ qua mọi chuyện như thế. Nếu anh không làm căng ấy, sẽ có nhiều con mang tên là Trúc đấy. Này, cô định lên lớp rồi đấy phải không? Em chỉ sợ đến lúc ấy, em với anh sống cũng chẳng được yên đâu. Xử lý được đứa nào ấy thì làm thẳng tay đi. Cô tưởng tôi không biết đứa nào làm trò với cô Cúc ngày hôm nay ấy hả? Anh điên à? Phải công nhận là em ghét chúng nó thật. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay ấy chắc chắn không phải là em. Ơ, mà ai trả được? Miễn là có đứa bị xử lý là em vui rồi. Vậy cô cứ cho điều tra đi. Và đừng nhắc lại việc lập biên bản với cô Cúc khi tôi chưa yêu cầu. Mang cái lịch tăng ca đây tôi xem. Thiếu thốn lắm đấy mà suốt ngày xem mấy cái cuộc đợi. Chị Cục ơi. Ơi. Đây chị nè. Chị xin. Mà chị bị đau bụng như rí, ráng không xin lui lịch làm mấy hôm cho đỡ hẳn đi đã. À, em có mua thuốc giảm đau cho chị rồi đó. Tí chị uống luôn chị hí. Ừ. Mai ơi. Xong chưa? Lâu nữa. Đây ạ. Đấy chị. Chị Cúc ơi, ra luôn với bọn em rồi hãy đi làm. Em để phần cho chị Trúc rồi. Ừ. Thôi, mấy đứa ăn luôn đi. Chị đến giờ vào làm rồi. Mà cái mù quá đi ác thiệt á. Xếp lịch tăng cá cho chị cả tuần luôn. Biết làm sao được. Công việc của mình mà. Chị cũng quen rồi. Đức à, anh xin lỗi nhá. Sao giờ này anh về đến? Trưa nay nhà anh có dỗ, quá chén nên ngủ quên mất. Thôi không sao đâu, em đi về đây. Ừ, thôi thông cảm cho anh nhá. Dạ. Cô Cúc này, cô lên ngay phòng tôi. Biên bản chiều nay cô Hoa đã lập xong, tôi cần chữ ký của cô. Lên ngay nhé. Em chào anh ạ. Cô vào ký cho tôi cái biên bản. Nhớ đọc cho kỹ rồi nha. Ê,
Anh Lý. Cúc. Kìa anh Lý. Kìa anh Lý. Anh Lý. Anh Lý, anh làm cái gì thế? Anh tôi sẽ đây anh đừng làm nữa. Anh muốn đi. Anh không muốn. Anh Lý, nếu như anh thực lòng với tôi, anh không thể đối xử với tôi thế này được. Anh Lý, anh Lý, buông tôi ra, buông tôi đi mà. Ông Lý. Cô Cúc, cô ấy, cô bị Tiền Đình, cô chóng mặt, cô ngã. Tôi đỡ cô ấy mà. Ông! Anh Đức, đúng là tôi có bị chóng mặt thật. Nhưng tôi đỡ thôi. Tôi xin phép. Ô kìa, Cúc. Cúc ơi, chạy cẩn thận ngã. Ông Lý! Này, mày hết giờ rồi. Mày mò làm gì? Anh công đội trưởng bảo tôi mang cái này cho anh. Sao mày không nói ngay từ đầu? Từ nãy đến giờ gõ cửa, ông còn bận ông cô Cúc. Có để ý gì đến tôi đâu. Tao đã nói ngay từ đầu là cô bị Tiến Đình, cô ấy ngã. Tao đỡ. Mày đừng có buồn giáo họa nhé. Xong việc rồi, về đi. Từ nay tôi mà thấy một lần nào ông động vào người cô Cúc nữa thì có trách đi. Cứ đi theo tôi mãi thế. Rõ ràng là lúc nãy lao lên đi. Anh thôi đi. Nhưng mà chính mắt tôi nhìn thấy. Tại sao Cúc phải giấu nhỉ? Nếu mà lúc đấy Cúc chỉ cần xác nhận thôi là tôi sẽ cho lão ta một bài học. Tôi không muốn vì tôi mãi gặp rắc rối nữa. Cúc, dù Cúc có nói thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ Cúc. Anh Hanh đây ạ. À? Em nghe đây ạ. À. Mẹ à, chú Hanh bảo mẹ bật cái mạng gì mà con nhìn thấy được cả mặt mẹ. Ừ, mẹ gọi đây. Con nói đi. À, con nhìn thấy mẹ rồi. Đúng đấy à. Chú Hanh sang chơi à con? Hai bà cháu đã ăn cơm tối chưa? Dạ rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, hôm nay con bị dụng một cái răng, ăn cái gì cũng đau hết đi mẹ ạ. Thế thì bồng ăn chậm thôi nhá. Nhưng con vẫn phải ăn nhiều vào. Ăn nhiều thì mới đỡ đau, răng mới nhanh mọc được. Vâng ạ, nhưng mẹ về thì con mau khỏi hơn.
Bồng ngoan, mẹ yêu con nhá. Tháng sau mẹ sẽ xin nghỉ một hôm về chơi với con. À, vậy là con sắp được gặp mẹ rồi. Mà mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ thế?